Chào các bạn, hôm nay mình đi làm, bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi đó các bạn, 12 giờ rưỡi khuya đó. Xe mình vô làm là lúc 1 giờ sáng, mình làm tới 3 giờ rưỡi sáng đó các bạn. Thì các bạn biết không, vợ ta là Simamun Thái Lan nè, dịch bệnh bây giờ nó tạm lắng xuống rồi các bạn ơi. Đó, thành ra bây giờ rất là nhộn nhịp. Chính vì vậy cho nên đêm nay mình muốn giới thiệu với các bạn cái cảnh nhộn nhịp của khu chợ nó mới vừa hồi sinh sau cơn dịch bệnh nha các bạn. Cách đây một tháng thì Tà Lạ Simamun này bùng phát rất là dữ dội luôn. Các bạn biết không, hiện tại bây giờ còn một bệnh viện giả chiến đang chứa cả ngàn người. Nhưng mà họ từ từ sẽ xuất viện thôi. Đó, tình trạng nhẹ. Thì hôm nay mình muốn quay cái sinh hoạt, cái cảnh bán rau ở Tà Lạ Simamun cho các bạn thấy tình hình nó như thế đó. Để mình quay sơ cho các bạn xem nha, cái sinh hoạt chợ nha. Để cho các bạn biết. Bây giờ mời các bạn xem sinh hoạt cái chợ đêm Tà Lạ Simamun nha các bạn. Đây là khu chợ mới hồi sinh sau dịch bệnh nha các bạn. Rau, củ quả rất là nhiều luôn. Họ bày bán khắp các mặt đường luôn. Mình đang đi cái này là trên mặt đường đó các bạn ơi. Còn khu chợ ở bên trong kia kìa. Này là ngoài lề đường đấy các bạn, họ lớn ra cái lề đường luôn, tại vì bên trong đó, nó chật quá rồi, đủ loại rau củ quả luôn các bạn. Cách đây một tháng thì khu vực này trống lỏng rồi các bạn ơi, hoàn toàn vắng tạm. Bây giờ dịch bệnh nó đã hạ xuống rồi, coi như sinh hoạt nó trở lại bình thường. Dân ở khắp nơi một đêm rau củ quả về đây bán rất là nhiều luôn. Ở trong bây giờ xe nó đậu chật cứng luôn các bạn ơi. Những người này là những người đến sau đó các bạn. Họ hết chỗ rồi, họ mới dọn ngoài đường các bạn. Đây là khu vực ngoài đường này. Chợ này hoạt động 24 giờ nha các bạn, ngày và đêm luôn, nhưng chủ yếu là ban đêm các bạn. Từ 4 giờ chiều là bắt đầu nhộn nhịp rồi đó các bạn, cho đến gần sáng luôn. Mình thì mình làm xe rau đêm, 12 giờ là mình rời khỏi nhà rồi.
nay mình muốn quay cái sinh hoạt, cái cảnh bán rau ở Tà Lạt Sì Mơ Mươn cho các bạn thấy tình hình nó như thế đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chào các bạn.